Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về một bộ để hát livestream đầy đủ mà mình cũng đang dùng. Thực ra thì cái video này nó cũng hơi ngẫu hứng do là sau khi mình chuyển sang dùng cái bộ sao khạc là U16K MK3 của thương hiệu Anchon này thì ngoài cái ngoại hình của nó là mình khá thích, đó là các bạn nhìn qua video thấy nó khá là xịn sò nhá. Cái vỏ của nó làm bằng nhôm luôn, nguyên khối nhôm và cái trọng lượng của nó cầm rất là đầm tay. Thì cái hiệu ứng hát của nó ấy mới chính là cái mình thích nhất để mình chia sẻ đến các bạn. Nó thì không có quá nhiều những cái hiệu ứng đâu, nhưng mà cái nào mà nó có thì đều chất hơn hẳn so với những cái bộ hát livestream khác ở cùng phân khúc giá này. Thêm nữa là nó không chỉ là dùng cho gia đình phổ thông mà nó còn có những cái tính năng để dùng cho hệ là home studio, có nghĩa là những cái phòng thu gia đình nữa. Và một cái mình nghĩ nhiều bạn sẽ thích đó là cái mẫu U16K này, nó rất là dễ sử dụng, nó không có tính năng thừa, nên trong video này mình sẽ thử hết các cái tính năng hay ho của nó luôn. Sau đó mình sẽ hát thử để các bạn tham khảo về chất lượng âm thanh của bộ sao cạc này nhá. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nhá. Ok, trước hết thì mình cứ bắt đầu bằng việc setup một bộ này thì nó bao nhiêu tiền và nó cần có những gì nhá. Bộ này thì mình ghép luôn với cái mic là AKG, mic AKG này mã là P120 cho nó xứng đáng. Đây cũng là một cái mic mà mình thấy giọng thật và có độ chi tiết âm cao nên mình thích nhất. Nhưng mà giá của nó cũng hơn 2 triệu rưỡi đấy. Các bạn có thể dùng mic khác cũng được, nhưng mà ở đây mình sẽ cho các bạn xem luôn cái mic ví dụ cao cấp hơn thì nó có mã là P220 thì nó sẽ tặng cho chúng ta một cái hộp như thế này. Và trong cái hộp thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái mic này. Đó. Và chúng ta còn được tặng một cái shock mount để gắn mic nữa. Đấy. Rồi bây giờ mình tiếp đến thì chúng ta sẽ phải có cái gì? Có sao cạc để xử lý phần giọng hát. Đây mình cạc ngay xong một đây. Thì xử lý phần giọng hát thì đây là cái sao cạc. Và cái này nó có giá khoảng 2 triệu 3. Tai nghe thì các bạn dùng tai nghe nào cũng được. Đấy, nhưng mà ở đây thì mình sẽ dùng một cái tai nghe xịn luôn. Đó là cái AKG K175. Nó ở phân khúc khoảng gần 4 triệu. Đó, hoặc là ở phân khúc khoảng hơn 1 triệu thôi thì có cái K52 này. Đấy thì nó chỉ phân khúc hơn 1 triệu thôi. Đây là những cái tai nghe kiểm âm thì các bạn sẽ dùng cho cái hệ hát livestream này là nó hợp nhất. Ngoài ra thì có những cái phụ kiện khác như là kiểu giá đỡ hay những cái dây kết nối thì khi các bạn mua bộ như này thì cũng đã được tặng hết rồi. Thì tổng cả bộ nó sẽ ở cái phân khúc là 9 triệu đồng. Đấy. Nói chung ghép một bộ hát như này thì mình có nhiều những cái phân khúc khác nhau, nhưng mà hiện tại đây vẫn là cái bộ hát livestream mà mình ưng nhất. Rồi tiếp đến thì mình sẽ đi sâu hơn vào cái sao cạc U16K này nhá. Điểm mạnh đầu tiên là cái phiên bản U16K MK3 này, nó là phiên bản mới nên là nó được tích hợp một cái chip giải mã nhạc số là 24bit 96kHz. Nên các bạn sẽ nhận ra rõ cái độ sạch và độ chi tiết của âm thanh cả ở đầu vào thu âm lẫn đầu ra phát lại luôn. Rồi bây giờ nếu như mà các bạn truyền nhạc vào đây để hát thì sao? Thì các bạn có thể cắm điện thoại, cắm cái lỗ tai nghe điện thoại đưa vào cái đầu RCA trắng đỏ đây để lấy nhạc. Hoặc các bạn cũng có thể mua thêm cái cục thu Bluetooth, nó khoảng vài trăm nghìn thôi, để cắm vào đây thì lúc đó điện thoại các bạn có thể truyền vào đây không dây. Nhưng mà mình thấy thì hầu hết là hát live là ngồi một chỗ để hát nên là cái Bluetooth vừa làm giảm chất lượng nhạc, mình cũng thấy là không cần thiết nên mình ưu tiên cắm dây hơn. Tiếp đến là cái lỗ bên này là gì? Lỗ bên này là để cắm vào một cái điện thoại khác để chúng ta phát livestream lên mạng cho người khác cùng nghe. Cái sao cạc này thì nó sẽ đi kèm với một cái cục nguồn adapter để cắm vào cái lỗ ở đây để cấp điện nguồn sử dụng. Đấy, và các cái dây kết nối khác thì mua cả bộ livestream này thì mình đã tặng hết rồi nên mình sẽ không nói đến cho cái video nó đỡ dài. Tiếp đến là hai cái lỗ bên này. Hai cái lỗ bên này thì là để các bạn đưa ra các cái loa ngoài để nghe sau khi các bạn đã thu âm chẳng hạn. Đấy. Rồi, trong video này thì mình sẽ hát và thu âm trực tiếp trên máy tính luôn nên là mình sẽ cắm một cái dây USB để nối vào máy tính là xong. Và ở đây thì chúng ta có hai lỗ mic, đó là mic 1 và mic 2 này, nên là chúng ta có thể cắm một hay hai mic tùy thích. Và cái hay của cái sao cạc này là nó dùng được cho cả hệ home studio nên nó hỗ trợ cả những cái mic condenser 48V độ nhạy siêu cao. Như trong video này là mình đang dùng cái AKG P120 nên đây, P120 này nên là cũng không cần mua thêm cục nguồn 48V rồi, do là cái sao cạc này nó đã hỗ trợ rồi, các bạn chỉ việc cắm mic vào và bật cái đèn 48V này nó sáng lên như này là được. Đó. Tiếp đến là bên cạnh đây đi, thì bên cạnh đây chúng ta có một cái lỗ để cắm guitar, để cắm nhạc cụ vào chơi. Đấy, cuối cùng là hai cái lỗ tai nghe bên này. Hai cái lỗ tai nghe bên này thì có thể là nghe hai người cùng một lúc, kiểu như là một người hát và một người nghe để chỉnh âm chẳng hạn. Đó. Rồi phía dưới đây thì chúng ta chỉ có là ba cái chân làm bằng mút xốp như thế này. Còn phía trên thì là rất nhiều những cái nút để chúng ta tùy chỉnh như thế này. Đó. Cái sao cạc này thì nó có 16 hiệu ứng khác nhau để vặn đây này, để chỉnh này. Và nó lại còn có thêm hai cái nút này để chỉnh chi tiết cái hiệu ứng. Ví dụ như là cái hiệu ứng mình đang để là hiệu ứng số 1. Đấy, thì cái bên parameter 1 này nó có thể chỉnh được là độ vang. Còn cái nút parameter 2 này thì nó lại chỉnh được độ nhạc. Đấy, chính cái này của nó chính là cái hay để mình chỉnh theo cái sở thích cá nhân mỗi người. Đó.
Rồi, và bây giờ mình đã cắm cái bộ sao cạc này vào máy tính và thu âm hoàn toàn bằng nó luôn. Mình đã bỏ cái mic cài áo đi rồi. Nên các bạn bây giờ đang nghe thấy giọng của mình là giọng gốc nhá. Chưa có hiệu ứng gì cả. Cho dù mình đang chọn là hiệu ứng 1 Reverb and Delay. Vậy các bạn muốn cái giọng của mình được thu ra với hiệu ứng thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ ấn cái nút Direct Out DPS ở cái output này để chúng ta nghe cái giọng khi có hiệu ứng này. Và chúng ta bật này để thu cái nút Mic with DPS. Đấy, thì nó sẽ thu được cả cái giọng của mình và hiệu ứng lên trên máy tính. Đó. Thì lúc này sau khi thu rồi thì chúng ta có thể chỉnh được cái gì? Parameter 1 là vang và parameter 2 là độ trễ, vì hiệu ứng 1 là reverb and delay mà. Đây mình thử chỉnh cái vang cho các bạn xem nhá. Alo. Đấy, các bạn thấy vang giọng của mình vang nhiều không? Đây mình thử chỉnh delay cho các bạn xem. Alo. Đó. Như vậy là cái phần hiệu ứng này chúng ta có thể tùy chỉnh được, thì nó sẽ rất hay khi mà tùy vào cái sở thích nghe nhạc của mỗi người và tùy vào giọng mỗi người. Đó. Thì đây là một là reverb and delay. Bây giờ mình thử một hai cái hiệu ứng nữa cho các bạn xem nhá. Small hole này, kiểu như hội trường nhỏ. Đấy, các bạn nghe giọng của mình trong hội trường nhỏ này, hội trường rộng này. Alo. Đấy, hoặc là phòng nhỏ này. Alo. Đấy, thì còn khi hát ấy, thì mình chỉ dùng cái reverb and delay, hoặc là các bạn nào mà thích kiểu cái hiệu ứng như karaoke thì có cái hiệu ứng 16 đây mình thử chỉnh này. Alo. 1 2. Đấy, các bạn nghe giọng như là hát với những cái loa karaoke. Đấy, alo 1 2. Nhưng mà mình hát thì mình hát live stream thì cái hiệu ứng 1 mới là hay nhất. Đó, mình sẽ để tạm như này. Và bây giờ mình thử bật nhạc để thử cho các bạn nhá. Mà trước khi bật nhạc để thử hát một đoạn thì mình nói qua mấy cái nút này đi. Nút này là nút để chỉnh âm lượng tai nghe 2 này, âm lượng tai nghe 1 này, âm lượng tổng này. Đó, và cái mic trên này là âm lượng mic 2, âm lượng mic 1. Còn RCA trên này là để tăng cái âm lượng của cái đường vào tín hiệu trong trường hợp các bạn cắm cái điện thoại ở cái lỗ trắng đỏ đằng sau ấy. Đấy. Và giọng của chúng ta ấy, đây là mình tắt tắt hiệu ứng đi. Giọng của chúng ta thì còn có thể chỉnh được âm trầm. Đấy, âm trầm là âm mid này, trung âm này và âm treble. Alo, 1 2. Đấy, chúng ta có thể chỉnh treble, mid và bass tùy vào giọng mỗi người. Đó. Cái đó cũng là một cái rất là hay. Bây giờ mình chuyển sang cái phần thử hát đi. Thử hát để thử cái hiệu ứng home studio mà mình nói với các bạn ấy. Đó. Các bạn nghe thấy nhạc được không? Nếu mà các bạn chỉ muốn là cái bản thân mình nghe đấy thôi, còn thu ra thì không không thu phần nhạc, thì các bạn có thể tắt cái phần mixing DBS này đi. Đó, mình tắt đi các bạn thấy mất nhạc đúng không? Nhưng mà thực tế là mình vẫn nghe được cái nhạc đó. Đó, để chúng ta có thể thu là tách phần lời, phần hiệu ứng và phần nhạc riêng ra để chúng ta có thể mix tùy thích theo ý muốn. Đấy. Bạn nào chuyên nghiệp hơn có thể sử dụng phần mềm là Cubase hoặc là phần mềm Auto-Tune để mix thêm vào. Còn cái hay của nó là nó thu được riêng phần hiệu ứng, phần lời vào nhạc. Bây giờ mình thử hát luôn. Đây mình cho nhạc vào này, ấn cái nút Mix DPS là cho nhạc vào. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng anh. Đấy, bây giờ mình thử tắt cái phần hiệu ứng đi nha, để các bạn xem giọng thật của mình nó như thế nào nhá. Cho hạt mưa rơi hết buồn, tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Cái đoạn này hơi cao, mình cần có chút hiệu ứng vào để hát. Cái vừa rồi mình chỉ là để lấy giọng thật, để trong trường hợp là mình muốn mix riêng thôi. Đây mình bật hiệu ứng này. Cứ trôi hoài khát khao chờ mong, chợt nghe như tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhẹ nhàng câu hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Bây giờ mình thử tắt cái phần nhạc đi để các bạn nghe riêng cái giọng của mình nhé. Bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Đó, các bạn thấy không? Có nghĩa là trong một cái đoạn mình hát thôi, nhưng mà các bạn có thể nghe được là phần lời của mình thực mà không có hiệu ứng đưa vào, rồi phần lời của mình khi có hiệu ứng đưa vào, rồi phần lời kèm với cả nhạc và phần lời không có nhạc thì nó như thế nào. Đó, thì khi các bạn thu ra, các bạn cũng thu được riêng ba cái đó, và các bạn có thể là mix lại với nhau để tùy vào cái khả năng mix nhạc của mỗi người để mix vào với nhau, hoặc là đôi khi là vui vui để chúng ta nghe là giọng thật của chúng ta thì ra sao.
Đó, mình thử như vậy thôi thì để các bạn biết được là những cái vang này nó hay như nào, nó làm cho giọng của mình tốt lên ra sao đó, và các cái hiệu ứng của nó mình có thể tùy chỉnh được theo giọng mỗi người đó. Đó là cái vì sao các bạn xem những cái người hát live stream trên mạng rất là hay là ở những cái bộ hát như thế này đó. Thì đây là những cái sản phẩm trải nghiệm, thì nó có nhiều các cái mã khác cơ, nhưng mà đây là một cái mã sản phẩm mà mình khá ưng về cả ngoại hình lẫn cái hiệu ứng mà nó mang lại, nên là mình giới thiệu các bạn trong video này. Các bạn có thể qua điện tử Linh Anh để trải nghiệm những cái bộ vang và hát thử livestream hoặc là karaoke trên cái bộ sao cạc này. Đấy. Rồi, ok, bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.